Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của khấu hao. Bạn có nghĩ gì về khấu hao? Khấu hao là một thuật ngữ kế toán dùng để chỉ quá trình phân bổ chi phí của một tài sản vô hình trong một khoảng thời gian. Nó cũng đề cập đến việc trả nợ gốc theo thời gian. Một ví dụ khấu hao là gì? Khấu hao là quá trình tính dần chi phí của một tài sản vào chi phí trong thời gian sử dụng dự kiến. Điều này sẽ chuyển tài sản từ bảng cân đối, kế toán sang báo cáo thu nhập. Ví dụ về tài sản vô hình là bằng sáng chế, bản quyền, giấy phép taxi và nhãn hiệu. Mục đích của khấu hao là gì? Khấu hao là một kỹ thuật kế toán được sử dụng để định kỳ hạ giá, trị sổ sách của khoản vay hoặc tài sản vô hình trong một khoảng thời gian định sẵn. Lịch khấu hao được sử dụng để giảm số dư hiện tại do khoản vay, ví dụ như khoản vay thế chấp hoặc vay mua ô tô thông qua các khoản thanh toán trả góp. Tại sao khấu hao được sử dụng? Khấu hao là một kỹ thuật kế toán được sử dụng để định kỳ hạ giá trị sổ sách của khoản vay hoặc tài sản vô hình trong một khoảng thời gian định sẵn. Lịch khấu hao được sử dụng để giảm số dư hiện tại cho khoản vay, ví dụ như khoản vay thế chấp được vay mua ô tô thông qua các khoản thanh toán trả góp. Lợi ích của khấu hao là gì? Ưu điểm chính của khấu hao là khoản khấu trừ thuế trong năm tính thuế hiện tại, ngay cả khi bạn không trả tiền mặt cho tài sản. Miễn là tài sản được sử dụng, nó có thể được khấu trừ khỏi gánh nặng thuế của bạn. Ngoài ra, nó cho phép bạn có thêm thu nhập và nhiều tài sản hơn trên bảng cân đối kế toán. Là khấu hao tốt hay xấu? Tin tốt về khấu hao là nó cung cấp một cách đảm bảo để trả hết khoản thế chấp của bạn. Ngay cả khi bạn không thanh toán thêm, vì khấu hao, bạn sẽ sở hữu nhà miễn phí và rõ ràng vào cuối thời hạn cho vay. Tin xấu là khấu hao chậm và rất chậm. Tại sao khấu hao tăng? Chi phí khấu hao là chi phí dùng tiền mặt. Do đó, giống như tất cả các chi phí tiền mặt, nó được thêm vào thu nhập ròng khi soạn thảo báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp. Điều tương tự cũng áp dụng cho khấu hao tài sản vật chất cũng như các khoản chi phí tiền mặt khác, chẳng hạn như tăng các khoản phải trả và chi phí lãi quý kế. Làm thế nào để bạn giải thích một lịch trình khấu hao? Một kế hoạch khấu hao là một hoàn thành bảng thanh toán tiền vay định kỳ, cho thấy số nợ gốc và tiền lãi mà bao gồm mỗi lần thanh toán cho đến khi khoản vay được trả hết vào cuối nhiệm kỳ của mình. Loại khấu hao nào tốt nhất? Trong khi loại phổ biến nhất là thế chấp có lãi suất định 30 năm, người mua các lựa chọn khác bao gồm thế chấp 25 năm và 15 năm. Thời gian khấu hao không chỉ ảnh hưởng đến thời gian trả nợ mà nó còn phải trả bao nhiêu tiền lãi trong suốt thời gian thế chấp. Khấu hao là một tài sản phải không? Khấu hao là quá trình tính dần chi phí của một tài sản trong chi phí trong thời gian sử dụng dự kiến. Điều này sẽ chuyển tài sản từ bảng cân đối kế toán sang báo cáo thu nhập. Nó chủ yếu phản ánh mức tiêu thụ của một tài sản vô hình trong suốt cuộc đời hữu ích của nó. Là khấu hao trên bảng cân đối kế toán phải không? Khấu hao được sử dụng để chỉ ra mức tiêu thụ dần dần của một tài sản vô hình theo thời gian. Khấu hao quý kế được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán dưới dạng tài sản dự phòng, do đó nó được định vị bên dưới mục hàng tài sản vô hình không được định giá. Số lượng tài sản vô hình ròng được liệt kê ngay bên dưới nó. Liệu khấu hao có ảnh hưởng đến dòng tiền không? Chi phiếu khấu hao đề cập đến việc cạn kiệt tài sản vô hình và có thể là một nguồn chi tiêu chính trên bảng cân đối kế toán của một công ty. Khấu hao luôn luôn là một chi phí không dùng tiền mặt. Do đó, giống như tất cả các chi phí tiền mặt, nó phải được thêm lại vào thu nhập ròng trong khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp. Làm những gì khấu hao chi phí trung bình? Chi phí khấu hao là phần cứ tích lũy
của chi phí được ghi nhận một tài sản cố định đã được tính cho vào chi phí thông qua khấu hao hoặc khấu hao. Khấu hao được sử dụng để giảm chi phí của tài sản cố định hữu hình và khấu hao được sử dụng để giảm chi phí của tài sản vô định vô hình. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.